Hai con này bà đại nha, bữa nay chạy 6 nha. 5.7 ông ba, 33 này. Thêm nước nè. Nóc nhà mình 8 mét nè, khỏi luôn nè. Ok. Thứ 6 nha. Con này giọt nước đi được khoảng 15 mét. Qua tới bên nhà người ta luôn rồi. Đó, lấy chìa khóa bên kia luôn kìa. Con này mình sử dụng với mục đích dễ cháy nha. Đấy, nóc nhà mình 8 mét này. Khỏi luôn này. Nước qua nước rồi. Khỏi nha.